Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 3 tháng 7 năm 1958, tại xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, đã vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân địa phương. Hơn 60 năm trôi qua, song những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và được các thế hệ cán bộ, người dân nơi đây khắc ghi và làm theo. Kỷ niệm về ngày Bác Hồ về thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Đình Dù vẫn còn nguyên trong tâm trí của người dân địa phương từng được gặp Bác hơn 60 năm về trước. Ông Nguyễn Đại, năm nay gần 80 tuổi, vẫn nhớ như in hình bóng và lời Bác dặn dưới bóng cây bàng ở trước sân đình, thôn Đình Dù. Được tin là Bác Hồ về thăm nhân dân xã, thì chúng tôi cũng có ở thôn đây, chúng tôi có chạy lên trên này để đón Bác. Ở lúc giờ trời rất là nắng, Bác mặc bộ quần áo ngủ, Bác nói chuyện với nhân dân thì hỏi thăm sức khỏe rồi là đời sống nhân dân. Kết thúc là Bác bắt nhịp cái bài kết đoàn. Đầu năm 1958, thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về làm thủy lợi để chống hạn, chính quyền xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, phát động phong trào làm thủy lợi với khẩu hiệu Vạn Xuân vắt đất ra nước, thay trời làm mưa. Hơn 2 tháng sau, toàn xã huy động được 7 vạn ngày công, nạo vét trên 10.000 mét khối đất bùn, đào mới 2 km kênh mương dẫn nước từ sông Xuân Cầu về Đình Dù để lấy nước tưới cho lúa chiêm xuân. Nhờ đó, đưa năng suất lúa bình quân toàn xã năm đó đạt 95 kg thóc một sào, vượt kế hoạch đề ra. Tháng 6 năm 1958, xã Vạn Xuân được tỉnh ủy Hương Yên trao cờ chống hạn khá nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng. Ngay sau khi dự đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hương Yên, Bác Hồ đã về thăm xã Vạn Xuân và biểu dương thành tích làm thủy lợi. Nhân dân trong xã lúc bây giờ là phải nói hạn hán, lúa ngoài đồng là khô cạn. Bà con nhân dân là đêm ngày là phải trực ở ngoài đồng để vét mạch, tức là để lấy nước để tưới cho cây lúa, vắt đất ra nước thay trời là mưa. Với phong trào như thế thì là được Bác Hồ về thăm nhân dân xã Vạn Xuân. Có phong trào là chống hạn khá nhất. Có một cái câu nói của Bác mà chúng tôi được truyền đạt lại, tức là và ghi vào cái nhà lưu niệm kia là toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về. Từ đó phong trào thủy lợi và đồng thời chống hạn ở xã Đình Dù ngày nay và xã Vạn Xuân ngày xưa là phải nói là phong trào luôn nào cũng duy trì để đưa được, tức là đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Về Đình Dù hôm nay mới thấy được bước phát triển mạnh mẽ của địa phương này. Đời sống kinh tế và văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%. Song song với quá trình đô thị hóa, xã Đình Dù đặc biệt quan tâm đến cải thiện môi trường sống trong lành cho người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền xã đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân để cải tạo chỉnh trang hồ trung tâm xã, ao cá Bác Hồ và ao làng ở các thôn trở thành địa điểm xanh sạch đẹp ở khu dân cư. Ghi nhận những lời của Bác căn dặn, thì nhân dân xã Đình Dù đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết để xây dựng quê hương xã Đình Dù với những phong trào như là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Và từ đó đến nay thì nhân dân xã Đình Dù vẫn phát huy cái tinh thần đoàn kết và phát triển nhân dân trong cái thời kỳ xây dựng đổi mới. Năm 2020, xã Đình Dù đã đạt cái kết quả xã Đình nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi đang phấn đấu để hoàn thành cái công tác nông thôn mới kiểu mẫu